chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24 cho đến 26 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, rãnh áp thấp này sẽ bắt đầu gây mưa rông rải rác cho các địa phương ở miền Bắc, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi. Trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở các tỉnh ven biển miền Trung thời gian này có lẽ là nơi được thừa hưởng thời tiết ổn định nhất trên cả nước. Cho nên trong đêm nay và ngày mai, mưa dông chỉ xảy ra ở diện vài nơi vào buổi chiều tối và đêm. Ban ngày nắng lại trải dài khắp khu vực, thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Thưa quý vị, với diện tích chỉ khoảng hơn 26 km2, nhưng đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên lại được bao bọc bởi những khối núi Cù Mông chạy dài hơn 15 km ra biển, tạo nên khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Nước trong đầm lại xanh trong và chỉ lăn tăn gợn sóng. Du khách có thể ngồi thuyền đi dọc theo đầm để cảm nhận được sự thư thái và yên bình, hay là khám phá những làng chài ven biển nằm ẩn dưới bóng dừa xanh ngát và cả những ruộng muối trắng phao sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngoài ra, đây còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh Phú Yên. Trong đầm cũng có rất nhiều loại hải sản khác. Do vậy, du khách cũng đừng bỏ qua những món ăn ngon được chế biến từ các loại hải sản được đánh bắt ngay trong đầm. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thưa quý vị, thời kỳ này mặc dù gió mùa Tây Nam hoạt động không mạnh, nhưng với sự tồn tại của một dải áp thấp có trục ngang qua Nam Bộ thì những cơn mưa vẫn tiếp tục xảy ra về thời điểm chiều và tối, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo như tiếp sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trong khoảng chiều tối và đêm nay, khi mà rãnh áp thấp bị đẩy lùi sâu xuống phía Nam, thì bầu trời khu vực sẽ chuyển nhiều mây dần và vùng mưa cũng bắt đầu mở rộng ra, nên nhiệt độ ngày mai cũng vì thế mà giảm nhẹ. Tại Sapa, nhiệt độ trong khoảng từ 15 cho đến 22 độ. Tại thành phố Tam Đảo thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 26 độ. Còn tại Điện Biên, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, rãnh áp thấp cũng sẽ gây mưa rải rác cho khu vực này từ chiều tối nay. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài sang cả ngày mai, tập trung nhiều ở khu vực vùng núi phía Bắc, cho nên những hoạt động du lịch đến các tỉnh vùng núi cũng cần hạn chế. Tại Hà Giang, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 30 độ. Tại Hạ Long thì nhiệt độ trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Và thành phố Hải Phòng thì nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Đến với khu vực miền Trung ở phía Bắc đèo Hải Vân, nắng gần như sẽ duy trì trong suốt cả ngày và buổi chiều tối chỉ một vài nơi xuất hiện mưa và dông, có nơi sẽ xảy ra nắng nóng nhẹ, cho nên du khách khi đến nơi đây cần lưu ý mang theo các vật dụng chống nắng. Tại Sầm Sơn và Phong Nha Kẻ Bàng thì nhiệt độ trong ngày đều không vượt quá mức 33 độ, tại Huế nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 34 độ. Khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân vẫn tiếp tục là kiểu thời tiết tốt, ít mưa, ngày nắng, nên ở đây sẽ là địa chỉ lý tưởng cho những chuyến du lịch. Tại Đà Nẵng trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Hội An cũng không mưa và nhiệt độ từ 25 cho đến 33 độ. Còn tại Bà Nà trời cũng hầu như không mưa và nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 21 cho đến 29 độ. Đến với khu vực du lịch biển Nam Trung Bộ, tại các điểm du lịch biển từ Nha Trang trở vào cho đến Vũng Tàu thì thời tiết tương đối ổn định. Mưa dông chỉ xảy ra cục bộ một vài nơi, nên nhiệt độ trong ngày cũng không quá cao, phổ biến dưới 33 độ, cho nên du khách có thể yên tâm khi có kế hoạch du lịch đến đây. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, những cơn mưa vẫn tập trung nhiều vào buổi chiều, tối và tối. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nên sẽ gây trở ngại cho giao thông và du lịch. Trong khi thời gian ban ngày chỉ có mưa vài nơi và có nắng, nên đây sẽ là thời điểm tốt nhất cho các hoạt động ngoài trời cũng như giao thông. Tại Pleiku, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Buôn Ma Thuột, nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ. Đà Lạt, nhiệt độ từ 16 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ, thời điểm thuận lợi nhất cho giao thông và du lịch là vào buổi sáng và trưa. Và buổi chiều và tối thì những cơn mưa tiếp tục xảy ra trên diện tương đối rộng. Một số nơi còn có mưa vừa, mưa to và dông, nên các hoạt động ngoài trời cần hạn chế. Nên nhiệt độ trong ngày tại khu vực này vẫn hầu như không vượt quá mức 34 độ. Du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, mặc dù sóng gió có cường độ không mạnh nhưng rãnh áp thấp sẽ gây mưa dông cho các tỉnh vùng biển Nam Bộ và ảnh hưởng phần nào đến hoạt động du lịch biển đảo cũng như là khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Tại Côn Đảo sẽ có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phú Quốc cũng có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.